bò phương trời, một miền Bắc âm u mưa phùn rơi. Một ngày năm bốn cha bò sơn tây dắt diêu con thơ vô sống nơi biển hòa, dù là xa đó cũng là nước nhà, và miền nắng soi vui gia đình ta. Một ngày 75 con bò nước ra đi, 20 năm là 2 lần ta biệt xứ. Giờ cha lưu đầy ở ngay trên đất ta, và giờ con lưu đầy ở đây nơi xứ. Một ngày 75 đứng ở cuối đường, loài quỷ dữ xua con ra đại dương. Phải chia lìa một mảnh đất nóc xa cha làm ra. Một ngày 54 ôi thành đôi, tiếng bước cha đi vẫn giữ tên muôn đời. Hà Nội không thể ngăn người, vì người đã ra đi theo tự do. Một ngày 75 con bò hết giang sơn, 20 năm tình yêu người yêu cuộc sống, giờ nơi nước mình niềm đau thấy nỗi vui. Sài Gòn đã chết rồi, phải mang tên xác người. Một ngày dĩ vãng ôi gần hay xa, đất nước hai phen chứng kiến bao chia lìa. Đời của cha con hai lần vẫy chào, chào từ giã quê hương trong hận đau. Đời hai lần ta bỏ quê bỏ nước, phải nuôi ngày mai về ôm tổ quốc. Ngại gì sương gió
nuôi con qua khổ nạn. Này con sang giàu, mẹ sống cạnh lầm than. Đời oan trái đã gieo bao oan hờn, cứ mang con rồi nay con phụ công ơn. Vườn ruộng đất nhà tranh con hoan đổi, mẹ sống sao đây khi đội mười lấy một. Mẹ đòi công lý chịu thêm nhiều uất hận, hận kẻ vô tâm mẹ phơi thân giữa bão vùng. Trời lạnh giá tâm bạc khô không giữ được, gió lùa mưa vào lạnh thấu cả tâm can. Tay mẹ run run đôi chân không vững được, biết bám víu vào đâu khi mẹ tỏ tương đời. Một ngày chân gian khóc thương mẹ dân oan, ngại gì sương gió nuôi con qua khổ nạn. Này con sang giàu, mẹ sống cạnh lầm than. Đời oan trái công ơn, vườn ruộng đất nhà tranh con hoan đổi, mẹ sống sao đây khi đổi mười lấy một. Mẹ đòi công lý chịu thêm nhiều uất hận, hận kẻ vô tâm mẹ phơi thân giữa bão bùng. Trời lạnh giá tâm bạc khô không giữ được, gió lùa mưa vào lạnh thấu cả tâm can. Tay mẹ run run đôi chân không vững được, biết bám vào đâu khi mẹ tỏ tương đời, biết bám víu vào đâu khi mẹ tỏ tương đời. Giặc thù đó sống lặng, giặc thù đó bảo tàng.
Mà hàng ngàn đời sau vẫn tươi dòng màu thơm.
Kính thưa quý vị, chương trình DVD Asia 68 của chúng tôi đến đây cũng rất xin chân thành cảm ơn sự tham dự và ủng hộ của tất cả quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Thank you, we love you and good night. Nếp sống vui tươi đón chân nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua màu. Người ra thăm bến câu chào nói xô xao. Phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Tình yêu mến ghi lời hát câu ca để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Thank you.
God, that happened a lot. 10 tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tội ác thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội cướp nước, giết chiêu bài giải phóng miền Nam, chống Mỹ xâm lược, nhưng thực chất là xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, nhằm đưa cả nước và xã hội chủ nghĩa không tưởng theo lệnh của quan thầy Liên Xô, Trung Cộng. Hồ Chí Minh và bè lũ Cộng sản Bắc Việt đã xua quân cưỡng chiếm miền Nam, gây nên một cuộc chiến tranh tương tàn cốt nhục, đẫm máu và nước mắt, kéo dài suốt 20 năm, khiến cho hàng triệu người Việt phải chết thảm thương vì bom mìn, súng đạn. Nhà nhà đều phải mang vần khăn tang trắng, đau khổ trước cảnh chia ly, loạn lạc, tàn sát và hận thù. Tội ác thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội bán nước. Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự ý dâng đất, nhượng biển cho tàu cộng, nhằm đổi lấy quyền lợi cho cá nhân và phe đảng, là trái ngược với lịch sử ngàn đời của cha ông, từng đổ máu hy sinh, kiên cường đấu tranh để dựng nước và giữ nước. Tội ác thứ ba của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội buôn dân, cướp đất. Trong lịch sử, chưa bao giờ người phụ nữ Việt Nam phải đi lập gái trên khắp xứ người. Trẻ em phải sa vào cái nghệ tình dục. Thanh niên phải làm lao nô để chủ nhân ngoại quốc đọa đầy bóc lột. Đảng Cộng sản Việt Nam có tham lam chiếm đất công, cướp đất tư để chia chác làm giàu trên nỗi đau khổ của hàng triệu dân oan, để họ phải sống vất vưởng không nhà không cửa, chết thảm thương ngoài đầu đường xó chợ hay nơi vùng kinh tế mới rừng thiêng nước độc. Tội ác thứ tư của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội ác phản dân tộc. Trải qua 1000 năm nô lệ bởi giặc Tàu, 100 năm bị đô hộ bởi thực dân, dân tộc Việt Nam đã phải sống trong điêu linh nhục nhằn thống khổ, cho đến khi đệ nhị thế chiến chấm dứt mới được trao trả tự do độc lập, thì Hồ Chí Minh và bè Đảng Cộng sản Việt Nam lại mang tà thuyết phản dân tộc là chủ nghĩa xã hội để biết Việt Nam thành một nước xã hội chủ nghĩa, gây bao cảnh chết chóc tang thương, hãi hùng, máu thấm sâu lòng đất, xương phơi trắng Trường Sơn và bể đông trôi nổi xác người dân lành vô tội. Tội ác thứ năm là tội giết người thủ tiêu, bịt miệng. Hễ ai không đồng ý đồng tâm với mình thì Đảng Cộng sản Việt Nam lập tức tìm cách giết người thủ tiêu bịt miệng. Từ những việc thanh toán đối lập đến vu vạ giết sạch địa chủ cường hào, nhân vật giai phẩm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã pháo kích, giật mìn, giết người bừa bãi, thậm chí còn dã man chôn sống hàng ngàn dân lành vô tội trong ngày Tết thiêng liêng cổ truyền của dân tộc, để tiếng kêu than khóc vọng thấu trời xanh. Tội ác thứ sáu của Đảng Cộng sản Việt Nam là dùng bạo lực sắt máu áp đặt lên đầu dân tộc Việt, bắt phải theo chủ nghĩa xã hội, từ chối ông bà tổ tiên, từ bỏ niềm tin tôn giáo thiêng liêng, xúc phạm cả đến trời, đến Chúa, đến Phật, để tôn thờ quan thầy Cộng sản lê lên khăn mang. Đảng là trên hết, Đảng nhập nhằng giữa Đảng với Tổ quốc. Cờ máu của Đảng là cờ của Tổ quốc. Tội ác này là tội ác cưỡng ép mọi người phải vô thần, vô gia đình, vô Tổ quốc, khiến con phải tố cha, vợ tố chồng, anh em sẵn sàng giết hại lẫn nhau vì Bác và Đảng. Tội ác thứ bảy của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội tham nhũng, thối nát, bóc lột, lừa đảo nhân dân. Đây là chủ trương quốc sách của Đảng, khiến cho bao người phải trắng tay, nghèo nàn cơ cực, nhân dân bữa đói bữa no, ốm đau chẳng ai lo, sống chẳng khác nào như dân nô lệ, phải làm tôi mọi xứ người. Tội ác thứ 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội vô văn hóa giáo dục, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh, kẻ tội đồ số 1 của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp dụng kế hoạch trăm năm trồng người nhằm đào tạo con người trở thành những kẻ sát máu vô nhân tính, lãnh cảm, dửng dưng trước những nỗi đau thương của đồng loại. Đảng Cộng sản Việt Nam điên cuồng theo đuổi chủ nghĩa ngoại lai, phản dân hại nước, lại xem đó là kim chỉ nam xây dựng con người. Chính vì vậy mà tuổi trẻ Việt Nam mất định hướng, đất nước Việt Nam không có tương lai, và con người Việt Nam bỗng dưng chủ bại, dân tộc sinh yếu hèn. Tội ác thứ 9
là Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho xã hội mỗi ngày một suy đồi. Với chính sách ngu dân để trị, bần cùng hóa nhân dân để dễ bề kìm kẹp, dùng hào nhoáng, ăn chơi trụy lạc che mắt thế gian, lấy phồn vinh giả tạo để mị dân. Từ đó, hố giàu nghèo cách biệt, không công việc làm, trai sinh ra trộm cướp giết người, ma túy xì ke đầy rẫy, phụ nữ thì đứng đường bán thân nuôi miệng, giang hồ phiêu bạt làm dâu xứ người, mang nỗi nhục quốc thể. Tội ác thứ 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam là khôn nhà dại chợ. Bên trong thì đàn ác bịt miệng, cướp của giết người, bên ngoài thì khiếp nhược yếu hèn, sẵn sàng cầu vinh bán nước. Do đó, chuyện mất nước bại vong nay mai xảy ra là điều khó tránh được. Đất nước Việt Nam rồi đây sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Dân tộc Việt Nam sẽ bị đồng hóa bởi tàu cộng và trở lại một thời kỳ nô lệ như đã có từ ngàn năm trước. Truyền tin mừng đến mọi nhà, cây tự do từng bừng nở hoa. Dậy mà đi, bước tung vòng gông cùng cùng trong chế độ này là chế độ mỹ dân. Dậy mà đi, bước tung vòng gông cùng cùng trong chế độ này là chế độ phi nhân. Dậy mà đi, bước chân tự do. Nhà của ta cớ sao cho kẻ thù, ruộng của dân cớ sao bị tịch thu, nhà Việt Nam cớ sao như trại tù. Dậy mà đi, phá tung nhà lao, chẳng vùng lên sẽ luôn luôn khổ nghèo, chẳng vùng lên sẽ muôn năm ngục tù, chẳng vùng lên cháu con nô lệ tàu. Dậy mà đi, châu cùng bước đi, cây tự do đã ươm trong lòng đất quê. Cành hoa lại tỏa hương xa, truyền tin mừng đến mọi nhà, cây tự do từng bừng nở hoa. Dậy mà đi, bước tung vòng gông cùng, chế độ này là chế độ mỹ dân. Dậy mà đi, bước tung vòng gông cùng, chế độ chân tự do. Nhà của ta cớ sao cho kẻ thù, ruộng của dân cớ sao bị tịch thu, nhà Việt Nam cớ sao như trại tù. Dậy mà đi, phá tung nhà lao, chẳng vùng lên sẽ luôn luôn khổ nghèo, chẳng vùng lên sẽ muôn năm
trẻ nhỏ theo già từ vùng nông thôn tiến ra, quyết chí sông pha đứng lên đấu tranh cho đời, cần muôn người một đời quyết giành tương lai sáng tươi. Toàn người đứng thầy một lòng gọi cơn nắng mai, vũ khí trong tay đấu tranh quyết không khoan nhượng, bóng người dọc đường thái bình diệt quân bất lương. Việt Nam cùng kẹp bao đời nào để quân gian thao lui, tiếng sóng linh giang đã xua hết quân tham tàn, mau người quỳnh phù thấm vào từng bông lúa vàng. Việt Nam đã đứng lên cùng sông pha khói tên, Việt Nam con cháu tiên nguyện thành thì bưng quyền lửa dậy trong đêm chiến tranh, tiếng thép xung phong đã bao khắp trên quê mình, mấy mười triệu người một lòng cùng nhau đứng lên. Việt Nam hàng triệu dân Việt, hàng triệu con tim đơn đau, xóa hết đêm sâu nắm tay bắc ngang nhịp cầu, trong quốc nội hải ngoại chung đường và chung sức nhau. Việt Nam
cuộc đời ngày sau tan lửa khó. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối dàng. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc tàu ngang tàn trên quê hương. Trong kẻ nhu nhược bằng nước Việt Nam. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người, cuộc đời ngày sau tan lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối dàng. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, trong kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam. Xin hỏi anh là ai, sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai, sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai, không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã có nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu, ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi. Dân tộc anh ở đâu, sao đang tâm làm tay sai cho tàu, để ngàn sao ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng, dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm
sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong dòng tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu, để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Tôi không thể ngồi yên